thì từ khi sinh ra và lớn lên, Huyền Trang của chúng ta cũng đã nhận được sự yêu thương dạy vào đến từ bố mẹ. Và đến ngày hôm nay đây, cô dâu Huyền Trang của chúng ta cũng đã thực sự khôn lớn và trưởng thành, và cũng đã tìm được một nửa yêu thương hạnh phúc của cuộc đời mình. Và đứng bên cạnh cô dâu Huyền Trang, quý vị cũng rất là dễ nhìn thấy vẻ đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Chú rể Minh Tâm là người con trai yêu của gia đình ông Khoa và bà Hiền từ quý vị. Và ngày hôm nay, được sự thống nhất của hai bên gia đình, được sự cho phép của chính quyền địa phương, buổi lễ vu quy dành cho hai em được tổ chức một cách thật long trọng tại Tư Gia Hỏi Nhà Gái của chúng tôi. Như quý vị quý cũng đã biết thì cây có gốc mới sinh cảnh nảy lộc, còn nước có nguồn mới có biển rộng sông sâu. Chú rể cô dâu của chúng ta có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọn vẹn như buổi trưa ngày hôm nay thì đó chính là nhờ vào công ơn sinh thành dưỡng dục của những đấng sinh thành, sinh thành kính yêu phải không quý vị. Và ngay lúc này, Hoài Nam xin trọng kính mời tiến về sân khấu về phía chủ hôn họ nhà gái có sự hiện diện của ông Mai Văn Cử và bà Đặng Thị Thu là song tác phụ mẫu của cô dâu Huyền Trang. Ngay lại xin mời quý bà chúng ta cùng trở về sân khấu và đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp Huyền Trang. Vâng, xin trọng kính mời. Sẵn vẹn như buổi trưa ngày hôm nay thì đó chính là nhờ vào chiếc cầu nối giữa hai bên gia đình. Hoài Nam cũng xin trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình chúng ta cùng khởi thân đứng dậy và cùng trở về sân khấu về phía đại diện Tư Gia Họ Nhà Gái có sự hiện diện của cô Năm, về phía đại diện Tư Gia Họ Nhà Trai có sự hiện diện của bác Thao, và xin mời hai vị đại diện chúng ta cùng trở về sân khấu ạ. Vâng, xin trọng kính mời. Đẹp lòng hai họ thắm nguyện tình hạnh phúc trăm năm, nhà gái hân hoan mừng rể quý, còn nhà trai thật lại vui sướng đón dâu hiền. Hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Quý thính mến và đang hiện diện tại sân khấu tình yêu nơi đây lúc này đây, nhưng quý cũng đang được nhìn thấy đó chính là sự hiện diện của hai bên gia đình, sự hiện diện của chú rể và cô dâu, và tơ hồng cũng đã thắm đượm từ đây. Lễ trao xin mới, xin mời quý vị vỗ tay nữa để chúc mừng. Qua sông thì phải có bến có đò, con làm cha làm mẹ cũng phải dặn dò mấy câu, dặn con sớm sớm chiều chiều, giờ đây hai họ cũng có đôi điều kính thưa. Hoài Nam xin trọng kính mời vị diện của gia đình họ nhà gái, đó chính là người cô thân thương của cô dâu Huyền Trang, đại diện cho gia đình cũng có đôi lời cảm ơn đến quý vị. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô. Hôm nay được sự nhất trí của gia đình nhà trai đến có đôi lời với gia đình nhà gái, chúng tôi rất xin chân thành cảm ơn và xin gia đình nhà trai cảm ơn sự toàn bộ của gia đình nhà trai và quan viên hai họ thân hiếu gần xa và đến dự tiệc chung vui cùng gia đình nhà gái, chúng tôi xin rất chân thành cảm ơn. Quý thân mến, và đó chính là những tấm chân tình đặc biệt nhất mà vị diện của gia đình họ nhà gái muốn trao về cho quý vị với những lời cảm ơn đặc biệt sâu sắc nhất thưa quý vị. Quý thân mến, như quý vị cũng đã biết thì có nam có nữ thì mới nên duyên, có nhà trai nhà gái thì mới nên tình xui xa. Nhà gái thì đã phát biểu rồi, đến lượt nhà trai ta cũng phải đỡ lời sang câu. Hoài Nam cũng xin trọng kính mời vị diện của gia đình họ nhà trai, đó chính là người bác của chú rể, đại diện cho gia đình cũng có đôi lời. Xin được trân trọng kính mời bác. Vâng, thưa toàn thể hội liên hoan, quả đúng vậy, trai tài thì kết tóc duyên hồng thắm, một gái đạp xe tơ chọn nghĩa tình, mà trúc sinh thì trúc mọc ở sân đình, đình bao nhiêu ngói anh thương mình bấy nhiêu, có nghĩa là trai khôn thì lấy vợ và gái ngoan ta gả chồng. Chính vì những lý do đó mà có sự hiện diện của họ nhà trai hôm nay, chúng tôi có đôi lời tâm sự trong buổi lễ vu quy hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho chính quyền cơ sở, thưa các cụ, các ông, các bà, cô xỉ, chú bác,
nội ngoại thân quyến của đôi bên gia đình, cùng toàn thể bạn bè tân quý khách xa gần của hai gia đình cũng như của các cháu chúng tôi, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, trong tình thương yêu đùm bọc vun vén xây đắp hạnh phúc tương lai của hai gia đình, hai cháu chúng tôi đã đích xuyên. Chính vì lẽ đó, hôm nay hai gia đình đã tổ chức lễ vu quy cho các cháu. Vậy mà các vị đại biểu cùng toàn thể hội liên hoan đã không quản đường xá xa xôi, thời gian vàng ngọc về dự buổi lễ vu quy đông vui. Gia đình chúng tôi rất lấy làm hạnh phúc. Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt gia đình xin gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể hội liên hoan một lời chào mạnh giỏi. Xin lễ. Hay quá mọi người. Và vâng, phải nói cũng sức ơn bình diện của sư đình hồi nhà trai, đó chính là người bác thân thương của chú rể, đại diện cho hai bên, đại diện cho sư đình hồi nhà trai, với những lời phát biểu không ngắn, không dài, không nhiều nhưng chứa đầy tình cảm yêu thương phải công vị. Và ngay lúc này đây, xin mời hai vị diện của hai bên sư đình, chúng ta hãy bước ra giữa sân khấu tình yêu, trao cho nhau một bắt tay thật nồng thắm nhất để cùng trở về bản điện. Và xin mời hai đại diện của ạ. Vâng, xin mời. À, vâng, thật tuyệt vời. Và ngay lúc này đây, xin mời Huyền Trang, Minh Tâm chúng ta đến với nghi thức rót rượu sân bay. Vâng, xin mời hai em. À, vâng, xin mời khách trái của chú rể chúng ta ôm vào eo của cô dâu. Bởi đây là khoảnh khắc ngọt ngào nhất để cho nhìn nhiếp ảnh gia của chúng ta cùng nhau ghi lại những tấm hình đẹp nhất trong ngày trọng đại chúng tôi. À, vâng, thì đúng là ngày nào thì trung lớp trung trường, còn ngày nay thì lại trung dưới hôn trường tình yêu. Và lúc này đây, Huyền Trang, Minh Tâm đã cùng nhau tay trong tay, vai kề vai, cùng nhau sắp lên những ly sầu hồng, những ly rượu hiếu thảo, những ly rượu hạnh phúc nhất đời mình. Và là những lửa tình yêu đã được tỏa sáng rộn ràng, thì chữ hiếu phần mẹ còn đôi ta chữ tình. Và lúc này đây, chú rể cô dâu của chúng ta đang sân lên những bậc làm cha làm mẹ của mình, hai ly rượu hồng, hai ly rượu hiếu thảo, quả đó như một lời tri ân sâu sắc nhất. Hai ly rượu tiếp theo, xin mời dâng lên bà mẹ tình yêu của chú rể Minh Tâm. Xin mời ba mẹ chúng ta hãy cùng đón nhận hai ly rượu đến từ hai con đẹp, và đây là một lời tri ân sâu sắc nhất. Vâng, thật tuyệt vời. Và xin mời Huyền Trang, Minh Tâm chúng ta đón nhận hai ly rượu nữa trở về vị trí ban đầu. Đây chính là vị trí đẹp nhất mà hai em muốn minh chứng trước toàn thể quan viên họ, trước toàn thể quý vị quý, đã là một tình yêu đẹp. Và ngay lúc này, trong những người dẫn chương trình xin làm nhịp cầu lớn từ quý vị đến chú xe và các sao ạ, quý vị đã sẵn sàng chưa? Lý đâu quý vị ơi, nào, 1, 2, 3, một phút xin mời. Vâng, thật tuyệt vời. Và xin mời hai bên gia đình của chúng ta đứng đối diện với nhau, cùng nhau cùng những ly sầu hồng để kết chặt tình xuôi xa, tình xuôi xa. Vâng, xin mời hai bên gia đình. Vâng, và cũng xin được chúc các tình cảm xuôi xa, tình xuôi xa giữa hai bên gia đình mãi gắn bó bền chặt keo sơn, và luôn là cho sự tinh thần vững chắc sau chúng ta. Quý thân mến, và lúc này đây, các thân lạc và thân sân nhân của ta đang đến với một kỳ thức cũng rất là ngọt ngào. Đó chính là nghi thức các chiếc bánh hạnh phúc. Sto shop. Hẹp lưu lưu biết không ạ? Hẹp lưu biết không ạ? Hẹp đông à? Hẹp đông à? Gia đình có ly rượu mời tất cả các cháu nhá. Ngồi lại uống với gia đình ly rượu. Tất cùng qua rồi mà. Cảm ơn. Cháu ơi, cái dây với chú có hưởng ơi. Hẹp đông à? Ôi, đang tăng đắp rồi mà. Ôi, tăng đắp rồi này luôn. Hẹp đi. Hẹp đi. Anh em mình đã làm xong, giờ chủ nhà đã may lại anh em mình cùng ngồi mâm dùng bữa cùng gia đình của cô dâu chú rể.
ngày hôm nay. Cảm ơn gia đình chú rể và cô dâu đã có lời mời cho anh em một bữa thật là ngon. Đây là nồi lẩu hải sản nha mọi người nha. Đấy, đủ luôn. Đây là bánh mì. Còn này là cá xào me nha mọi người. Còn này thì bánh mì với trà nè, trà heo nha, trà ram. Nhà hàng Hữu Sâm nấu rất là ngon luôn mọi người.